Xin chào các bạn, trên tay của mình đó là một cái bộ sao cạc âm thanh. Này âm thanh nó chuyển từ USB các bạn, chuyển ra âm thanh. Với cái laptop của mình đó các bạn, thì cái nó cũng có jack âm thanh bên này nè các bạn. Nó cũng có hai cái đây, jack tai nghe và jack microphone. Nhưng mà nó cũ lắm rồi, laptop của mình cũ, bây giờ nó hư các bạn. Nó hư cái cắm mà không có nghe được tiếng nữa, lúc nghe lúc không. Thì do đó mình đã lên trên mạng mình đặt cái bộ này. Đây mình quay gần các bạn xem. Thì đây là nó chuyển từ đầu USB các bạn, các bạn chỉ cần cắm vào đây các bạn. Cắm vào đây cổng USB. Rồi. Ở bên đây các bạn sẽ còn tai nghe của các bạn. Thì các bạn cắm vào đây, cắm vào cái biểu tượng tai nghe nha các bạn. Nó có hai cái biểu tượng tai nghe này các bạn. Thì các bạn cắm vào biểu tượng này cũng được, cái này cũng được. Rồi các bạn chỉ cần âm thanh bằng to bằng nhỏ. Ở đây nó có biểu tượng này các bạn. Biểu tượng bên đây là nhỏ, bằng bằng gì đây là nhỏ này. Rồi các bạn, nhưng các bạn bằng qua phải đó thì nó to lần. Đó. Cái biểu tượng trừ cộng này các bạn thấy không ạ? Rồi. Thì khi các bạn tăng âm thanh là các bạn sẽ nghe to hơn. Rồi đây là có các chế độ khác, ví dụ như chế độ tắt microphone, rồi chế độ 7.0 này các bạn. 7.1 ha. Đó, chế độ 7.1 hoặc là chế độ các bạn tắt thì nó chế độ bình thường. Tắt này các bạn, nó bình thường. Và các bạn bấm vào chế độ 7.1 thì các bạn sẽ nghe được cái âm thanh nó vang vọng các bạn. Thì cái này là mình bạn nào rành thì âm thanh sẽ có cảm nhận được á, là nó vang vọng, nó giống như là 7.1 là 7 cái loa con. Là một cái loa chính nha các bạn. Thì nó khác với lại âm thanh 2.1 bình thường. Thì mình nghĩ như vậy các bạn. Đây các bạn tắt thì nó sẽ là nghe bình thường, giống như các bạn cắm trực tiếp vào cái máy này các bạn. Còn mà các bạn bấm bật lên thì nó sẽ là nghe âm thanh nó khác, nó vồn hơn. Rồi nó ngồi đây nó có cái chức năng gì đây nè, mình cũng chưa xem kỹ các bạn, còn mới mua thôi. Mình bấm vào đây nè, mình có cảm giác bấm vào đây nó nghe to hơn. Rồi cái này tắt microphone rồi, còn cái nút bên đây là nút gì nha, có gì mình sẽ tìm hiểu thêm nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cắm và các bạn nghe thôi là bình thường là được rồi các bạn. Mình đã thử rồi, mình đã cắm vào cái máy laptop của mình và mình thấy nó nghe rất là tốt các bạn, chứ không có vấn đề gì hết. Mình có thể chuyển qua cổng USB nào cho nó tiện các bạn nha các bạn. Còn thì mình muốn để nó này, nó tiện, nó để bên phải của mình nó tiện hơn các bạn. Rồi đây là cái hàng Trung Quốc mình mua trên Shopee đó các bạn, giá là 170 mấy ngàn đó. Mình sẽ để link ở bên dưới trong phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Thì mình đã test cái này rồi thì mình cũng thấy là nó khá là ổn. Và cũng nói chung này nó nhẹ thôi các bạn, chứ nó không phải là nó nặng đâu các bạn, thấy gì cho nó rất là nhẹ. Nhưng mà chất lượng âm thanh thì mình thấy cũng khá là ổn các bạn. Nó cũng giống như là mình cắm trực tiếp trên cái laptop gì đó. Thì mình thấy cũng không có khác gì lắm, mình có cảm nhận như vậy. Thì các bạn nào thích thì các bạn có thể mua về để mình trải nghiệm thử nha các bạn. Đây, nó ghi thông tin Trung Quốc nhiều quá đây. Tiếng gì không các bạn. Rồi các bạn nào có thắc mắc liên quan tới cái này, các bạn comment bên dưới video để mình nếu mà mình có thể giải đáp được thì mình hỗ trợ các bạn nha các bạn. Các bạn ở đây nó có ghi trong đây là chức năng của nó nè các bạn.